Messi bị chê, độc ác. Siêu sao Lionel Messi bị nhiều fan chỉ trích, độc ác, thiếu tôn trọng người khác khi đi bóng qua đối thủ đang bị thương nằm sân hôm 22 tháng 2. Tình huống diễn ra trong trận đấu mở màn giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS giữa Inter Miami của Messi và Real Salt Lake. Messi nhận được một đường chuyền gần khu cấm địa đội khách. Anh lừa bóng qua một cầu thủ đối phương, sau đó rê dắt và đẩy bóng qua người một đối thủ khác dù anh này đang nằm sân và tỏ vẻ đau đớn. Siêu sao Argentina tiếp tục tung một cú sút về phía khung thành đối phương nhưng bị chặn lại. Đoạn video Messi đi bóng qua người cầu thủ Real Salt Lake đang bị thương thu hút nhiều bình luận. Messi thật độc ác vì điều này, một tài khoản viết. Người khác cho biết, vừa xem một video bóng đá thiếu tôn trọng nhất. Siêu sao Argentina được biết đến là một cầu thủ điềm đạm, lành tính, ít khi vướng vào các rắc rối trên sân cỏ. Tuy nhiên kể từ World Cup 2022, Messi bật chế độ thủ lĩnh, trở nên mạnh mẽ và dữ dằn hơn khi bảo vệ các đồng đội. Trong trận đấu khởi đầu mùa giải mới hôm qua, Messi không ghi bàn nhưng đóng góp lớn vào chiến thắng 2-0. Anh là người kiến tạo để Robert Taylor mở tỷ số phút 39. Nhà vô địch World Cup 2022 tạo ra cơn sốt khi gia nhập Inter Miami của chủ tịch David Beckham hè năm ngoái. Anh giúp Inter Miami giành League Cup, danh hiệu đầu tiên của đội bóng Mỹ sau 5 năm thành lập. Tính cả trận đấu với Real Salt Lake, Messi đã ghi 11 bàn, có 5 kiến tạo trong 14 trận khoác áo Inter Miami. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.